Cô chào tất cả các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ học môn toán bài đơn vị chục, trăm, nghìn, tiết 3 trong sách giáo khoa toán lớp 2, tập 2, bộ sách Chân trời sáng tạo. Mục tiêu bài học hôm nay, các em nhận biết được tên gọi nghìn, quan hệ giữa nghìn và trăm, chục, đơn vị, đếm, lập số, đọc, viết số, cấu tạo thập phân của các số tròn chục từ 110 đến 200 và các số tròn trăm trong phạm vi 1.000. So sánh, xếp thứ tự các số tròn chục từ 110 đến 200 và các số tròn trăm trong phạm vi 1.000. Ôn tập và củng cố về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm, nắm được đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn. Trước khi bắt đầu bài học, cô mời các em cùng với cô khởi động bằng một điệu nhảy thật vui nhộn nhé. Sau khi khởi động xong, các em đã thấy phấn khởi hơn chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng học nhé. Cô mời các em mở sách toán trang 40. Đọc yêu cầu bài tập số 5. Mỗi con chim sẽ bay đến cây nào? Như vậy, đề bài yêu cầu em làm gì? À, đề bài yêu cầu em nối các con chim với cây tương ứng với số mà nó đang mang. Vậy, chúng ta phải làm thế nào? Cô mời các em cùng suy nghĩ và đưa ra phương án để giải quyết. Các em đã tìm ra được cách làm chưa? Cô và các em cùng giải quyết bài này nhé. Theo cô, chúng ta cần làm như sau. Các em hãy nhìn vào tia số, xác định số của mỗi cái cây. Tia số bắt đầu từ số 90 đến 100, 110, 120. Cứ thế, cách nhau 10 đơn vị. Vậy số tiếp theo là bao nhiêu em nhỉ? Đúng rồi, số tiếp theo là 130. Cứ thế, thêm 10 đơn vị vào số đứng trước, ta sẽ được số đứng sau. Vậy, lần lượt, ta điền các số còn thiếu là 150, 160, 180 và 200. Bây giờ, cô xin mời các em đọc lại tia số một lần nữa. 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Bước tiếp theo, ta xác định số mà các con chim đang mang. Con chim màu xám mang số 180. Con chim màu xanh da trời mang số 160. Con chim màu vàng mang số 200. Con chim màu xanh lá cây mang số 120. Bây giờ chúng ta đã đủ các dữ liệu cần thiết. Cô xin mời các em nối các con chim với cây tương ứng. Các em đã nối được chưa? Chúng ta cùng dò lại với cô nhé. Con chim màu xanh lá cây mang số 120 sẽ nối với cây màu cam. Con chim màu vàng mang số 200 sẽ nối với cây màu tím. Con chim màu xanh da trời mang số 160 sẽ nối với cây xanh lá. Con chim màu nâu mang số 180 sẽ nối với cây xanh da trời. Các em đã làm đúng hết chưa? Nếu đúng hết rồi, cô xin chúc mừng em. Nếu chưa đúng, em cùng quan sát và sửa lại cho đúng nhé. Bài 6, xếp trứng gà lên xe.
các em hãy quan sát hình vẽ. Em nhận biết điều gì? À, chúng ta có 4 xe chở trứng gà. Số lượng trứng mỗi xe được ghi trên bảng gắn ở phía sau. Vậy, bây giờ ta làm thế nào để xếp đúng số trứng lên mỗi xe? Các em hãy suy nghĩ và nêu cách làm nào. Chúng ta sẽ đếm số trứng ở mỗi khung trước. Khung A 100, 200, 300 có 300 quả trứng. Khung B 100, 50 như vậy có 150 quả trứng. Khung C 100, 30 có 130 quả trứng. Khung D 100, 200 có 200 quả trứng. Sau khi đã xác định được số trứng ở mỗi khung, chúng ta tiến hành xếp trứng lên xe. Khung A 300 quả trứng, ta sẽ xếp lên xe màu vàng. Khung B 150 quả trứng, ta xếp lên xe xanh lá. Khung C 130 quả trứng, ta xếp lên xe xanh dương. Và khung D 200 quả trứng, ta xếp lên xe đỏ. Sau khi đã xếp xong, các em hãy cùng nhau kiểm tra lại xem đúng với số trứng đã ghi trên bảng xe chưa nào. Nếu đúng rồi, cô xin chúc mừng các em. Cô mời các em bước vào thử thách quan sát bức tường gạch. Các em hãy thảo luận với bố mẹ và anh chị của mình để nhận biết các yêu cầu trong sách giáo khoa. Yêu cầu đầu tiên, điền số. Yêu cầu A, mỗi hàng có mấy viên gạch? Chúng ta hãy quan sát hàng đầu tiên. Chúng ta nhận thấy mỗi hàng có 10 viên gạch. Ta điền vào chỗ trống đầu tiên. Mỗi hàng có 10 viên gạch. Yêu cầu B, có tất cả bao nhiêu viên gạch? Để thực hiện yêu cầu này, ta sẽ đếm xem có bao nhiêu hàng như thế. Ta đếm được là có 20 hàng. Như vậy, ta sẽ lấy 10 viên gạch của một hàng nhân với 20 hàng, ta sẽ được bao nhiêu viên gạch các em nhỉ? À, ta sẽ được 200 viên gạch. Yêu cầu C, mỗi màu có bao nhiêu viên gạch? Để thực hiện yêu cầu này, ta sẽ bắt đầu từ màu đỏ. Em nhìn hàng đầu tiên, màu đỏ có mấy viên gạch? À, màu đỏ có 1 viên gạch. Ta lấy 1 viên gạch nhân cho 20 hàng, ta sẽ ra được 20 viên gạch, tương tự với các màu còn lại. Ta sẽ đếm được 20 viên gạch màu cam, 20 viên gạch màu vàng, 20 viên gạch màu xanh lá cây, 20 viên gạch màu xanh da trời, 20 viên gạch màu xanh dương, 20 viên gạch màu tím, 20 viên gạch màu hồng, 20 viên gạch màu xanh lá cây đậm và 20 viên gạch màu nâu. Để khắc sâu hơn kiến thức đã học,
Cô xin mời các em bước vào phần củng cố. Cô mời các em cùng chơi trò giải cứu thú cưng. Các chú cún đã bị bắt cóc và bị nhốt trong những chiếc chuồng. Trong lúc kẻ xấu đang say ngủ, hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi và giúp các chú cún trốn thoát các em nhé. Câu số 1. Cô mời các em, chúng ta cùng lấy bản con ra nào. 500 được viết là 500. Cô xin chúc mừng các em. 1000 đọc là, đáp án đúng là 1000. Em hãy đọc đúng dãy số này nhé. Cô mời các em. Chúng ta đọc đúng như sau. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 và 1000. Em hãy đọc đúng dãy số này nhé. Các em ơi, nhờ có các em mà các bạn cún đã được cứu thoát hết rồi. Các em thật là giỏi. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.